Vâng, hello, sườn đồ gỗ Giá Gốc Tuấn Long xin kính chào quý khách. Và với chỉ với 19 triệu 800 nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, chỉ với 19 triệu 800, quý khách hàng đã sở hữu ngay cho mình một bộ bàn ghế phòng khách mẫu tần thì hoàng. Cột 12, chân 12, cột liền, yếm liền nhá các bác nhá. Và bộ thiết kế gồm 6 món, một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn kẹp và một đôn ngồi. Bộ sản phẩm này thì có kích thước như nào thì mong các bác dành ra vài phút bên em sẽ chi tiết cho các bác nhá. Đầu tiên chiếc đoạn dài với chiều dài 2m45, cao 1m2. Và vách thì bên em có đục phúc lộc thọ, cây sinh chữ đây. Mang tài lộc đến cho gia chủ mình, sức khỏe, tài lộc, công việc thuận lợi cho các bác nhá. Và đặc biệt là cột 12 liền. Cột 12 liền. Nhiều cơ sở làm chốc ghép này. Nhỏm nhỏm ở đây này. Sẽ không giá trị đâu các bác nhá. Và sau thời gian dùng ghép là vết ghép nó sẽ có nứt. Chân là chân 12, cột 12, toàn bộ ván liền một tấm hết. Đây, ván liền một tấm rất là giá trị nha các bác nhá. Và hiện tại bên bộ này thì bên em đang full PU màu óc chó, màu sang trọng, lịch lãm. Đấy. Mặt bàn lớn với chiều dài 1m4, rộng 70. Mặt bàn thì bên em có đục chống đồng, bốn góc hoàn là tây đây. Và có ngăn kéo để đồ cho các bác nhá. Hiện tại là chưa lắp ngăn kéo vào đây. Kế tiếp hai chiếc ghế đơn với chiều dài rộng 1m1, cao 1m2. Đây. Toàn bộ cột liền như các bác nhá, cột 12 liền rất là giá trị. Rất là giá trị. Đấy, toàn bộ mặt ván liền. Cột liền chỉ với 19 triệu 800 nhá các bác nhá. Vận chuyển miễn phí 100 km tính từ xưởng em đi, xưởng em tại làng nghề đồ gỗ Liên Hà Đông Anh Hà Nội. Bác nào gần thì có thể qua trực tiếp xưởng em tham quan giao lưu đặt hàng nhé các bác nhá. Và một vách của ghế đơn thì bên em có đục quý và vách bên này đục phú. Đó. Tổng bộ sản phẩm là phúc lộc thọ phú quý, rất là phong thủy cho các bác, kê cho phòng khách nhà mình, công việc thuận lợi hanh thông, gia đình sức khỏe đầm ấm nha các bác nhé. Tiếp theo là chiếc bàn đôn kẹp với kích thước 70x40 và cũng có ngăn kéo để đồ cho các bác đây, rất là tiện. Cũng có sản phẩm đôn ngồi 40x40. Và số điện thoại trên màn hình cũng là số Zalo của em, 0961263533. Xưởng em tại làng nghề đồ gỗ Liên Hà Đông Anh Hà Nội, chuyên sản xuất và kinh doanh đồ gỗ loại ngoại thất, có bán buôn bán lẻ. Bán lẻ như bán buôn, giá cực kỳ là hữu nghị, giá xưởng cho các bác. Nên các bác yên tâm đặt hàng, cơ sở cực kỳ là uy tín. Mẫu bàn ghế tần thủy hoàng này thì bán chạy cực kỳ là bán chạy trong suốt thời gian vừa qua nhé các bác nhé. Với 19 triệu 800, các bác không nghe nhầm đâu. Đấy, 19 triệu 800, dính ngay bộ này về, bộ tần thủy hoàng này về cho gia đình mình, cực kỳ là ấm cúng. Và cảm ơn tất cả quý khách đã ủng hộ xưởng em trong suốt thời gian vừa qua nhé. Hiện tại khu trưng bày sản phẩm thì đang khan hiếm hàng rồi, khách đặt rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý khách đã ủng hộ xưởng em. Mong các bác cho lượt like cũng như lượt đăng ký kênh, chia sẻ đến để bên xưởng có động lực phát triển cơ sở mình hơn nữa nhé, để phục vụ quý khách hàng được tận tình, nhiệt tình hơn nữa. Và bên em có rất nhiều sản phẩm đặt, có nhận đặt hàng theo yêu cầu, vận chuyển Nam Bắc Trung Nam có hết nha các bác nhá. Giá thì cực kỳ là hữu nghị, bình dân. Từ hàng bình dân đến hàng cao cấp đều có nha các bác nhá. Cảm ơn tất cả quý khách rất là nhiều.